Hello anh em, hello tất cả mọi người nha. Đó thì vừa rồi cho mọi người xem một xíu cái khung cảnh mà chill chill. Đó thì nó cũng cách nhà mình không có xa mấy, nó chỉ có cách một đoạn thôi. Thì ở đây cái hồ như này. Phía kia thì có mấy anh đang câu cá kìa mọi người. Câu cá ở đây có mấy cái cây nó mọc ra. Dưới này thì nghe nói là rất là nhiều cá nha mọi người nha. Đó, nhiều cá. Thì ở dưới này kiểu như là nước nó vừa mới rút á, cho nên là trên bờ này nó bị dính rác chứ không phải là người ta mang rác ở đây đổ đâu mọi người. Thì xa xa ngoài kia thì mấy đứa bạn của mình nó đang chuẩn bị là mang ít đồ ra để mà nướng để mà ngồi đây thưởng thức. Bây giờ thì ở trên bạn nào ở vùng Tây Nguyên thì sẽ biết là nó những cái ngày cuối năm này nó rất là mát, chiều chiều rất là lạnh, rất là chill nha. Hiện tại thì bây giờ là nó mới có khoảng 5 giờ hơn thôi mà nó đã sập sáng như thế này rồi mọi người ạ. Thì rất là mong ví dụ như là mình dẫn được nhiều bạn bè của mình về đây á, cho mọi người thưởng thức những không gian như thế này. Đó, mọi người thấy đứng một chút xíu thôi mà cá nó đớp ở dưới này rất là nhiều luôn nè. Phía xa xa ngoài kia thì là cao su á mọi người. Cao su mới đang chặt chọc lại đó. Đó, thì còn xa nữa ngoài cái đây ngay vị trí này có một cái đỉnh, có một cái núi nè. Đây là một trong những cái đỉnh núi mà mình tò mò nhất từ nhỏ, ngay từ lúc mà còn nhỏ lắm á mình đã thắc mắc á đó. Thì hy vọng là khi mình ấn clip này lên thì có một số anh em nào ở Kon Tum hoặc là rành về cái này đó, mình không biết là cái núi này là núi gì. Bờ núi này luôn luôn mình thấy phủ mây, vẫn ở khá là xa nha mọi người nha. Ở đó cái núi đó nó luôn luôn mà nó phủ mây trắng và nó ở xa ơi là xa đó. Mọi người thấy bây giờ là nó đang bị phủ một cái lớp mây kia kìa. Mình nghĩ là cái núi này rất là cao đó, ở phía xa lắc ở bên kia. Buổi chiều là cũng có mấy cặp đôi là hay ra đây ngồi nè đó để ngắm cảnh rồi này kia. Mình cũng từng đi Trị An rồi, có dầu tiếng thì chưa đi. Ví dụ như đi Trị An thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà đông người quá đó. Còn đây thì nó được cái là nó yên bình hơn, ít người hơn, không có ai đó. Thì nó sẽ cảm giác là nó chill á, nó theo cái gì khác. Hồ Trị An thì nó rộng đó, ok. Để coi thì có cái gì cho mọi người. Thì nói chung mấy clip như thế này thì cũng không có gì nhiều cái để xem nó đâu, nhưng mà mình muốn là giống như là truyền bá một chút xíu là ở cái nơi khoe mọi người một chút xíu ở cái nơi mà mình đang ở thì nó như thế nào cho mọi người nha. Đó, mọi người thấy ở bên kia thì có hai bé kia nó ra đây để phần này kia. Ở đây nó có mấy cái ngọt đất như này. Mùa mà nước lên thì nó sẽ lên sát lên cái ví như này mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ về lại phía bên kia, mấy đứa bạn mình phía bên kia để mà nướng đồ này kia, nướng thịt á. Hồi chiều có đi mua được một ít hải sản, mua được một cái giò heo đó. Bây giờ thì sẽ ngồi đó đó, ngồi đó và nướng và hít được một chút không khí trong lành trước khi mà quay lại Sài Gòn để mà tiếp tục làm việc á mọi người. Chứ Sài Gòn thì toàn khó với bụi. Hồi nãy mấy đứa bạn mình nó nói là sao mà nhìn cái cảnh vậy mà mày đi đâu mày cũng nói chiêu. Thật sự là Sài Gòn lúc nào là cũng khói bụi, rồi xe cộ nhà về đây nó có oxy á, thì nhìn đâu có thiên nhiên là cũng chiêu. Mình đang đi quay đồ ăn thì mình phát hiện ở đây có con gì lạ quá mọi người. Đấy, mình phát hiện ở đây có con gì lạ quá. Mấy con gì đây? Con này lạ quá mà con này biết thổi than luôn mọi người. Con này lạ, chưa thấy bao giờ. Động vật quý hiếm. Đó, đây là. Wow. Đúng, khôn thế. Khôn thế thằng cháu của mình. Thằng này là cháu mình nha. Thằng này sinh 13 tuổi. Lấy dép của ông cự. Vậy thôi ông nậu. Ăn vậy thôi chứ lật đật mà.
tao lật đật tao cuốn chừng được cho nó thế khổ không? Em là quay lại nó. Con nai là nó có bốn cái chân, người ta chặt một con cái nó chặt một chân cái nó mọc lại chân mới. Nhưng mà cái móng thì móng heo nha. Lộ quá đi, thầy nói là móng heo không cãi được. Ok rồi mọi người ngồi chơi nha, mình mang về nhà cái. Cắt cho đàng hoàng cái con. Đó mà chưa chín thì cắt ra cái gì? Chín đâu, chín cầm đây cầm. Chưa. Chưa, thật đó. Sao chưa chín được mà. Trong này là con đỏ không? Đỏ. Không nhiều đỏ. Đâu? Đều đậu, đều đậu đâu. Nếu mà nó đỏ thì kiểu chín nhưng mà đỏ kiểu xấu. Chín rồi. Chín gì thiệt? Cái này nó chín kiểu hấp mà. Sao mà nó hết được? Vậy đâu không? Đây là... ăn vậy nó mới đâu không? Đây là trộn rất trộn. Bắt lên kia nướng đi tiếp. Đây được không? Được rồi. Chín rồi đó khí. Được rồi, đứa nào ăn thì thôi cho nhìn. Thôi em cắt ra nha. Cắt ra nha. Cắt ra nha. Đấy. Đang nhẹ. Để anh em nào trên mạng có xem được clip này thì truy lùng cái thằng Thảo này đang cắt rồi nè. Hiện đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc với mấy chị khoảng trên 60 tuổi nha. Rồi nó đỏ vậy đó, để trong cái này mà mày lại đổ thừa cho cái đèn iPhone. Con này biết rồi, con này ở đây ai cũng biết luôn. Chèo tập mày tư tiếng tư tiếng anh dữ mà không rồi đó mày soi tao cái mày thôi mỗi một rồi chín rồi ngọt mày ngọt lắm quá mọi người thấy cái vấn đề này nó hơi cằn cằn là đỏ không nghe mùi heo luôn á cũng đỏ này anh ơi âm chín rồi không anh tí bây giờ nó không cái bàn vậy mà dạ đâu mai kiểu hấp ngon việc đi nhá rồi chín rồi chín rồi rồi thiệt mà tí đi nó tịt dở mày mùi heo đâu mà bạn như tái à heo nóng heo nóng bên heo tái chanh nha. Bao đau bụng luôn. Không, ở nhà tao nhiều thuốc tiêu chảy lắm. Heo nhà mà. Heo này heo nhà làm đấy, heo nhà chồng nhá. Khó nhưng mà tay của con cò thì liệu có chuẩn không đây? Chuẩn. Mày trước khi đi này làm gì mày sai trái không em? Không. Nhiều sau khi ông tiêu. Lại nút xương. Quay tay này. Cái chân giò này nút xương dễ ẩm mà. Thôi. Đó nút xương mà nó cái nữa.
Còn ý là còn mấy nó ăn gì? Câu được mấy con mắm xiên à? Mày cái câu bánh áo người ta vui vậy, cái câu bánh áo ra tao thả lưới nó bị dính còn coi nó khó luôn. Đồ mấy giờ mây với núi kìa, nó chiêu không đồ chiêu quá mọi người ơi, coi kìa quá trời ơi, hú hồn luôn, hú hồn chim én theo gì đúng không. Ủa xe xe có người đang ngồi ỉa bờ sông kìa, ngựa nhí giống con rồi. Thiệt mày, nó báo hiện tâm trọng đúng không? Không, nó xuất hiện cái hình người lên luôn. Ý là ví dụ như đang ở xa là nó đang tâm trọng đúng không? Xong lại gần nó mới hiện ra chứ. Không, bữa tao với thằng kia đi vô Nghệ Trang Bình Hưng Hòa chơi vậy luôn mà. 12 giờ đêm á. Đợt em nằm viện, em cùng mấy thằng đó cùng đi săn ma kiểu vậy đó. Ừ. Vô làm nó cho nghiêm trọng mấy bà trong phòng á. Khoái lắm à. Đấy hả? Sân ma ta đi vô Nghệ Trang, thành phố Hồ Chí Minh độ mà. Đi ra coi bắp nữa đi mà. Nó dậy, dậy đặc. Cái chung tao rồi đó. Đi đi bầm quá. Đó là hai mấy năm rồi biết mà. Thấy chụp cái xíu đầu về thấy có cái hình của bà đứng trong gì trong cái điện thoại mà coi. Nó người bay quá mày, cái hình thế kêu có bà đang bay không mày, gọi chiều chạy chiều vào qua đây em mày, con nhỏ nào tự nhiên mình không quen biết thì vô nó ăn tự nhiên sao xuất hiện thành viên lạ đấy. Đây bây giờ có sao mà xíu xíu tối xong chấm là rồi bây giờ tới sáng luôn. Thấy mà sao? Thấy mà. Tại đó từ đây tôi cho là nó rất đẹp. Đồ má chó thế à? Tự nhiên chó sủa thằng bạn tụi bà không có người trên chó sủa đồ. Nó sủa sẵn tao vậy mày ơi. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ mẹ mẹ. Con hùng mẹ. Vô mẹ 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 mẹ. Mà chó. Ai sợ ma nhất ở đây nha. Ai 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 sợ ma nhất? Món này ngon. Cường à. Ngon á. Ngon. Ngon quá. Khen tao. Mất mới gì liên quan khen mày. Nhưng mà sao nó cái thịt nó đỏ đỏ như vậy hả? Nó vô Hàn Quốc à? Đo cái này cắt gia vị nó mới ngấm vào này thôi nè. Không, không nhưng mà ý bây giờ nó chạy về nhà lấy chai nước mắm nó mới đỉnh nè. Nhà tao hết nước mắm à? Chạy ra bà quán mua.